Ông Joseph Yun, đặc phái viên về chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tuần này từ nhiệm sau 32 năm công tác tại Bộ Ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo, ông Yun xin nghỉ hưu bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 vì lý do cá nhân. Quyết định của ông Yun được đưa ra giữa lúc có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Washington về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và các chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Việc từ nhiệm bất ngờ của ông Yun tạo thêm chỗ khuyết trong đội ngũ nhân sự ngoại giao Hoa Kỳ dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump sau 13 tháng kể từ ngày nhậm chức. Cho tới nay, Tổng thống Trump vẫn chưa chính thức bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và một số vị trí ngoại giao quan trọng khác vẫn bỏ trống.